Chào cả nhà, hôm nay mình đi ra ngoài vườn mình hái thu hoạch bầu em cả nhà nè. Rồi mình đưa vô mình đi phân phát đó cả nhà. Tại vì nhiều quá mình ăn không có kịp đó cả nhà. Mình ăn không có hết á. Nhà mình nhiều bầu lắm. Hôm nay mình sẽ đi thu hoạch á. Ủa su su lớn quá này nè. Hái su su vô ăn luôn đi hả? Rồi để em. Đó. Này hái mấy trái này đi anh. Đi kéo cắt đi. Kéo cắt á, ăn bẩn bẩn đi rồi nó xuống rồi mà. Nó bẩn bẩn vậy đó. Kéo cắt. Bỏ bỏ tới chừng nào? Rất là kìa. Đem cà gà nó. Wow. Còn non. Còn non hả? Ồ cái này để nó còn lớn nữa nhưng mà thôi, mình ăn non như vậy đi. Đừng ăn già quá. Úi trời ơi, ăn già hết rồi. Trời không kịp hái hái không? Để mấy bữa rồi mà nó lên già dễ sợ. Đậu quá trời luôn này, hái hết luôn đi. Trời nhiều. Còn... nó nằm tút trong này mình không có nhìn thấy. Tại nó tiệp màu á. Hái à. Quá trời luôn á, ngày nào ra hái mà nó già nhanh quá. Trên kia anh nè, trên này nè, em đâu hái được đâu, cao nè. Mấy trái này non non vì ăn nó ngon nè, đừng để già quá nè. Còn trái su su nữa anh hái cho em luôn đi. Cái nào? Đây nè, trái này nè, trái này lớn lắm rồi nè. Hai trái rồi, còn đây nữa nè. Còn trái trong này nữa nè anh, đâu rồi? Ở đây nè, đó. Thấy nhỏ rồi. Kể vô luộc anh ăn non vậy ngon. Biết mấy trái kia màu lớn lắm, bây giờ mình không ăn á. Là mai mốt ăn không kịp á. Kể cái hái đi. Đó, còn mấy trái nữa nè. Ăn không kịp đâu. Thôi bây giờ mình hái ba trái đó, anh trước đi. Chứ mình để vài bữa nữa là ăn không kịp. Giờ nó bò thì lung hết rồi. Hái mấy cái đậu này luôn đi nè. Đây nữa nè. Tay em nè, tay em nè, tay đó. Đó nó đeo lụng lặng mà nó giấu ở trong lá nó không à, nó giấu trong lá nó, mình không có vạch lá mà không thấy. Ngoài kia còn bụi ngoài kia nữa kìa. Nay trời nóng quá, ra ngoài mà nóng hái mấy cái đầu lên nè toát mồ hôi luôn á. Ồ đây nó già nữa rồi nè, quá trời luôn nè. Trời ơi nó đeo lụng lặng trong này mà. Còn bao lâu nữa tuần tới? Không có vạch lá ra mình không có thấy nè. Nhiều lắm luôn á. Bây giờ mình hái mình ăn không kịp, mình hái mình đem đi cho người này người kia ăn đó cả nhà. Vô đây mình hái bên trong này nè, trong này mình mới nhìn thấy nè. Đây cái trái bầu đó nè, đang lên nè. Ủa anh bắt cái dây bầu này lên đi anh. Cái này có trái su su nằm trong đây á, không thấy nè. Đâu? Đó. Thấy vô cái bên ngoài đứng thấy không thấy? Em không thấy. Lùn quá không thấy. Trời sao mau lớn dữ. Giờ mình hái mình đi phân phát. Ăn không kịp, ăn không hết thì phải đi phân phát. Đây nè, nguyên một dàn đây nè. Nguyên một chùm nó nằm đây nè. Ô nó nằm trong kia nhiều lắm anh ơi. Giờ phải chui vô trong đó đó. Quá trời trong này nè. Quá trời nhiều. Giờ phải chui vô đó mới hái được kìa. Giờ nó nằm ngoài trong này nhiều quá nè mẹ cực. Ý chà. Trời ơi bông. Úi trời ơi. Không kịp ăn nó già. Yeah.
Bây giờ mình hái hết đầu đi đá rồi mình ra mình hái bầu luôn. Hai vợ chồng anh à. Anh không hai vợ chồng anh mà chồng quá trời luôn, bây giờ phải hái đi phân phát chứ sao giờ, anh đâu có kịp. Con mình thì nó lại không có nó ăn cái này nhiều, nó ăn chút chút à. Mình để này là cho chim nó vô, nó nghe cái tiếng của cái giấy bạc này, cho chim nó khỏi vô nó ăn mấy cái trái cây của mình đó cả nhà. Úi trời, nguyên chùm trái luôn nè. Trời, nó ra hồi nào mà mình không có thấy để mình hái nữa chứ. Ra nguyên chùm luôn á. Còn không? Ui, trong này còn nhiều lắm anh. Bên trong này nè. Thả đi. Vô trong này đi, nó nhiều quá à. Anh hái đi, anh hái mấy trái này đi. Trời, mấy trái lụng lặng nè, quá trời luôn nè. Chắc hái hết luôn nè anh. Rồi chỗ này là mấy trái? 7 trái. Có cây này 7 trái bầu, mà trái nào trái đó là nó dài bằng nhau luôn á, nó cỡ cỡ bằng nhau luôn nè. Trời ơi. Ừ, hay hết luôn đi anh. Chứ bây giờ mình để là nó già, ăn như vậy mới ngon nè. Đó, nguyên một thau rồi kìa. Mấy cái trái mà bị hư anh cắt luôn đi. Trái hư rồi nè. Hư không? Tại mình không tưới á anh. Cả tuần nay không tưới rồi đó. Anh này lo đi chơi không à, không có tưới gì hết trơn à. Tại vì mình không tưới. Ồ, bên này nữa nè anh. Nè, bên này nè, trong này nè. 3-4 trái nằm trong đây nè anh. Bên này nữa, ôi trời ơi. Trời, cắt hết đợt này luôn á. Quá trời luôn nè. Màu lớn ghê á. Đó, cắt một lần hết 4 trái luôn nữa rồi nè. Hai trái này còn non quá, thôi để lại đi nè. Mấy cái trái dưa leo này bấm luôn đi. Trong này mấy trái dưa leo cắt luôn đi nè anh ơi. Ôi trời ơi, một rổ bầu luôn rồi nè. Quá trời bầu luôn. Này cắt xong rồi. Còn ngoài kia 4 trái mới cắt, chưa cắt hết. Giờ ra cắt thêm nữa cả nhà ơi. Hái cà chua luôn hả? Anh bưng cái rổ lại đây đi. Anh lai quá trời luôn. Nặng quá, khiêng nguyên một cái rổ bầu. Nặng quá, bê không nổi. Ô, rớt đâu rồi anh? Rớt chắc cà chua dưới nè. Quá trời luôn nè. Bỏ vào trong bên dưới đi. Đằng sau lưng anh nữa kìa. Giờ mình ăn không hết, mình hái mình đi phân phát đó cả nhà ơi. Rồi anh cắt mấy trái dưa leo trong này nữa nè anh. Đây này, đây có trái nè. Sáng em hái 2-3 trái rồi, ăn hết rồi, giờ còn trái này nữa nè. Ồ, trong này còn trái bầu nữa kìa anh ơi. Đó, cắt trái đó luôn đi. Anh qua anh kia cắt kìa. Còn trái kia non nữa, còn để lại. Đây còn trái dưa leo nữa nè. Cắt trái này luôn đi nè.
cái này cắt luôn này anh ơi. Cái này nè. Còn trái nào nữa thu hoạch hết bữa nay luôn. Vậy chứ chừng 2-3 bữa nữa là ra là cắt nữa luôn rồi á. Còn hai trái bầu này còn non non thôi để lại này. Cái chấm không vậy? Chấm là không ra, không có đậu đâu. Thì coi mấy trái này em chấm rồi. Bây giờ có mấy cái mà nó cho bông nó mới ra nè, em chưa có chấm nè. Coi có bông đực không để chấm. Đấy này, ừ nó không có bông đực cho nên phải lấy mấy bông khác anh chấm nó lên rồi không ra rồi. Bây giờ không có bông đực thì đi tìm bông đực ở đâu ra. Giờ ra toàn bông cái không à. Lấy cái bông đực nè. Tách mấy cái cánh bông ra rồi mình lấy cái nhụy bông đó. Mình sẽ đi chấm vòng vòng cho mấy cái bông mới nở đây nè. Đây nè anh. Đây có cái nữa nè. Coi bên này còn nữa không. Đó có hai trái nha. Hai cái bông. Hai bên này còn cái bông nào mới nở nữa không. Hết rồi không thấy. Trời su su nó lên nè. Giờ nó ra ngọn tùm lum á. Mình ngắt ngọn mình ăn được không anh? Được ăn gì nữa. Nó đồ ăn đầy rồi. Đồ ăn nhiều quá anh không hết. Chứ bây giờ mình để cái ngọn ra tùm lum vậy hả? Trời ơi cái ngọn su su nó non ấy. Rồi anh làm gãy rồi. Đây nè thấy chưa. Giờ mà không ngắt vô cũng đâu được đâu. Trời ơi cái này mà ngọn này mà đưa vô, đưa vô xào ăn là hết sợi luôn á. Còn không? Em không thấy cái bông nào nữa rồi đó. Trời nóng quá. Nóng quá mà mồ hôi chảy kìa. Cái con gì nó chết tùm lum. Nó nằm dưới đất á, mấy cái con bọ nó nằm nó chết ra anh. Nó nằm sát đất nè, mấy cái con bọ bên dưới đất á. Nó vô nó chết nó ăn á. Đây có mấy trái cà chua nữa nè. Trái quá trời trái luôn nè. Cái chỗ này mình không có. Trời mấy bữa nay không tưới. Lá nó héo queo luôn rồi. Nó vàng khè luôn rồi nè. Ồ trái này là già luôn rồi đó. Cắt đi. Không ăn là nó già đó. Cắt luôn. Thế không, bữa giờ mình không có tưới đó anh, cho nên nó héo á. Đằng nó cắt luôn đi. Đó. Ôi trái này còn non anh, thôi để đi, mình cắt nhiều quá rồi, cái đó để mai mốt đi. Ôi trái bí nè, hôm qua em chấm được trái bí rồi, ở trên kia anh chấm cho em nhé. Sao em chấm được. Hôm qua hôm kia em thấy có một cái bông cái nữa mà. Đó không được không à. Hôm qua em thấy có một cái bông cái nữa. Biết nó nằm đâu rồi. Cái này hôm qua em, hôm kia em chấm rồi. Nó được ra đường trái. Ô, bông cái ở trên à. Nó tút trên á. Hái luôn đi anh. Để cho mấy trái kia nó tưới, để cho mấy trái kia nó lớn chứ không nó không nó lớn không nổi. Đó cả nhà thấy cái dàn bầu của mình không? Mình cắt quá trời luôn rồi đó. Mà bây giờ còn trái ra quá trời luôn nè. Anh không kịp đó cả nhà ơi. Bây giờ mình cắt mình đưa phân phát đó. Bây giờ hái dưa cái hai cái chậu cà chua này của mình luôn nè. Đó, trái nguyên chùm chùm vậy đó. Quá trời luôn nè. Này là chừng vài bữa nữa ăn không kịp luôn. Ngon không? Đẹp dễ sợ chưa?
này là chùm này hái ăn gần hết rồi. Nè em chùm nè, đã chưa đó, chùm nào cũng lớn vậy đó. Đây mình đóng nữa nè, trời nguyên cái chùm này đã không anh, đẹp dễ sợ chưa, quá trời luôn. Còn đây nữa, trong này nữa nè, trong này mới chín chưa đây. Ồ trong này chín luôn rồi nè, đây chín nữa luôn rồi nè, trời ơi nằm dưới này nè. Oh my, vạch lên quá trời trái luôn nè, cứ chín tới đâu mình hái ăn tới đó. Nè anh ơi, còn hương hương còn quá trời luôn á. Còn đây nữa cả nhà ơi, mấy trái này còn non quá anh hả? Ừ. Thôi mấy trái dưa leo này còn non quá, thôi để lại đi. Ồ đây có cái bông nữa nè. Ồ đây cái trái su su này chắc hái luôn được rồi nè anh ơi. Cái su su này nè, ăn ăn non vậy em mới ngon. Non quá à? Non quá hả? Ừ. Đây cái này non á. Còn non hả? Chứ chừng hai bữa nữa là nó già. Ồ cái bông này của em nó cũng giờ chấm được rồi nè anh ơi, anh chấm giùm em cái, cao quá em chấm được nè. Cái bông bí này nè. Rồi chấm rồi đi. Hả? Có ông mà không biết nữa, thôi mình chấm đi cho chắc anh. Chấm cái bông bí này nè. Ô ra anh trái nữa kìa, hai trái. Nhưng mà cái kia nó chưa có nở. Ồ, oh, có con ong nó đang bay vòng vòng nè. Ồ, oh, trên kia có trái nữa kìa. Mấy con ong nó đang bay vòng vòng. Mình chấm. Cái kia nó chưa nở, mình chấm được không? Đó. Không biết. Anh làm nhẹ nhẹ thôi. Nở rồi á, em nghĩ chưa đó. Chấm nhẹ 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 thôi, không có nó rụng của em á. Đó. Đó, bao nhiêu đây bầu nè. Rồi nguyên một rổ su su, đậu ve, dưa leo, cà chua. Anh đếm thử được bao nhiêu trái bầu vậy? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 trái. 17 trái bầu á hả? 18 trái. Hơn chứ, đã có mấy trái nó nằm bên dưới này nè. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16, 7 à. Trời ơi, nguyên một vàng. Quá trời quá đất luôn. Giờ chia mỗi người hai trái, hai trái. Dạ ơi, hôm nay mình thu hoạch được bao nhiêu đây, trái bầu này. Đó, quá trời bầu luôn. Nguyên một xe rùa. Bầu đó, bây giờ mình đi phân phát. Rồi đây mình có ít dưa leo. Mình đã thu hoạch nhiều dưa leo lắm rồi. Còn đây là mấy trái su su đầu mùa. Mình thu hoạch được mấy trái đầu mùa nè. Rồi mình hái được một ít cà chua nữa. Rồi xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Thùy Dương. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ kênh của Thùy Dương nha. Xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một buổi chủ nhật ngày vui vẻ nha. Bye bye.